Chào tất cả các bạn, tôi tên là Quyền Tấn Trung. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học trà sữa nhà làm. Tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang là giảng viên trường dạy học Đại học Dân Hiến, trường dạy pha chế Âu Việt, trường Đại học Khu Tết Hồ Chí Minh, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về khóa học pha chế trà sữa nhà làm. Là khóa học như sau, thì các bạn sẽ làm được là cách nấu chân trâu, cách pha chế trà sữa, các bí quyết pha chế trà sữa ngon hiện nay, cách làm pudding, cách làm một ly trà sữa thành phẩm, kết hợp trà sữa với mứt trái cây, kết hợp trà sữa với siro và các công thức sáng tạo khác. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn các dụng cụ cần có để pha chế khóa học trà sữa nhà làm. Thì các dụng cụ cơ bản như sau, còn có máy xay sinh tố, nồi làm chân trâu, nồi để ủ trà, bếp, điện từ, căn điện tử, không thể thiếu đó là ly nhựa lớn và ly nhựa nhỏ, ống hút, shaker, đông định lượng, thau inox, giá múc chân trâu, giá để khuấy chân trâu, 3 xà bùn, cây khuấy, cây vét sữa bằng nhựa, con dao, vắt cam, lược chân trâu, bình ủ trà, bình để đánh trà sữa, khuôn. Có rất nhiều loại khuôn thì tôi chỉ giới thiệu sơ bộ là khuôn, đây là khuôn để đổ thạch. Hộp để đựng những sản phẩm thành phẩm như là chân trâu, thạch. Cây đánh sữa. Rồi, thôi trong lúc bài học tôi sẽ giới thiệu thêm những cái dụng cụ cần sẽ bổ sung thêm cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa nhà làm. Đó là bí quyết đầu tiên, thì gồm có là mình sẽ cho là trà ô long 50g mình đổ vô đây, sau đó mình sẽ 900ml nước sôi đổ trực tiếp vô ha các bạn ha. Rồi cách làm như sau. Rồi mình sẽ cho 900ml nước sôi. Rồi mình sẽ cho 50g trà ô long đổ trực tiếp vô. Rồi mình sẽ cho 50g trà ô long. Rồi sau mình sẽ khuấy đều sản phẩm lên ha. Khuấy đều trà ô long với nước sôi. Mình sẽ ủ trong 15 phút. Khi đợi trà này ủ xong xuôi, mình sẽ làm tiếp công đoạn thứ hai như sau. Rồi sau khi mình ủ trà được 15 phút thì mình sẽ đổ tất cả nước trà và sát trà vào cái bình để mình lọc trà lại. Rồi mình sẽ cho tiếp tục, trong thời gian này mình sẽ cho tiếp tục nguyên liệu. Mình sẽ đông nguyên liệu. Mình sẽ cho 350g bột sữa. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cho 120g đường kẽ. Rồi mình sẽ cho 120g sữa đặc.
Rồi, trong thời gian này mình sẽ lọc xác trà. Rồi, mình sẽ để qua một bên. Rồi, mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào bên trong. Mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình vét sữa xuống ha. Rồi, mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình đánh cho đều lên. Các bạn đánh mạnh tay vô cho đều sữa nha, tất cả nguyên liệu. Rồi, sau đó mình sẽ cho tiếp tục là 300g đá bi. Rồi, mình sẽ đổ trực tiếp vào thùng sữa lại nha các bạn. Rồi, mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình đánh tiếp tục, các bạn đánh mạnh tay lên. Rồi, sau khi mình đánh xong thì mình đã cái phần thúc phần trà sữa. Mình sẽ đổ toàn bộ trà sữa này vào một cái thùng đựng sữa và một cái ca đựng sữa. Sau mình ủ từ 6 tiếng cho tới 8 tiếng uống mới ngon. Thì trước tiên các bạn muốn biết mùi vị như thế nào thì khi các bạn vừa đổ xong đánh sữa cho các bạn uống thử một miếng trước đã. Sau đó mình sẽ đổ vô ca đánh sữa, mình ủ vô tủ mát ha, từ 6 tới 8 tiếng. Chào đó các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế bí quyết trà sữa nhà làm công thức số 2. Thì cách làm như sau, thì mình sẽ cho hồng trà 60g, mình sẽ đổ căn trực tiếp trên này. Rồi, sau đó mình sẽ đổ vô nồi và đổ vô nước sôi. Rồi, sau khi mình ủ trà được 15 phút thì mình sẽ đổ tất cả nước trà và xác trà vào cái bình để mình lọc trà lại. Sau khi mình đã lược trà vào bình đánh trà xong thì bây giờ mình sẽ căn nguyên liệu. Mình sẽ gồm có 350g bột sữa, 120g đường cát, 120g sữa đặc, 3, mình sẽ đổ hết tất cả nguyên liệu vào trực tiếp bình đang giữ trà ha. Sau đó mình sẽ dùng cây đánh sữa, mình sẽ đánh sữa mạnh lên ha. Mình trộn đều sản phẩm, đánh mạnh tay lên để mình cho trộn đều sản phẩm lại nha, trộn đều nguyên liệu. Sau khi mình đánh đều nguyên liệu xong rồi, mình sẽ ngưng lại ha, mình sẽ căng tiếp tục. Rồi, mình sẽ cho 300g đá. Rồi, mình sẽ đổ trực tiếp 300g đá vào bình đánh sữa. Rồi, các bạn đánh mạnh tay lên nha. Rồi, sau khi các bạn đã đánh tan nước đá xong với trà hết rồi, mình sẽ đổ ra bình đựng trà. Mình đủ độ khoảng từ 6 đến 8 tiếng, mình sẽ để trong tủ mát.
Rồi trước khi để đổ vô bình đựng trà thì mình có thể đổ vào mình thử trước cái mùi vị như thế nào. Rồi ngày hôm sau hoặc khoảng sau 8 tiếng đồng hồ mình thử lại coi mùi vị như thế nào. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn khóa học trà sữa nhà làm công thức số 8 hay là bí quyết pha chế trà sữa số 8. Rồi mình sẽ cho 30g trà thái xanh. Rồi mình sẽ cho trà thái vào nồi trước nha các bạn. Rồi mình cho tiếp tục 350g bột sữa. Rồi 220g đường. Rồi 120g sữa đặc. Rồi sau đó mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào chung với trà thái ha. Rồi mình sẽ cho 900ml nước sôi. Rồi đầu tiên mình sẽ đổ 500 trước. Rồi tiếp tục mình sẽ cho thêm 400. Rồi mình sẽ quậy đều một cái cho trà đều ha. Rồi sau đó mình sẽ cho tiếp tục bột sữa. Rồi mình khuấy đều lên. Rồi mình sẽ cho tiếp tục 120g đường cát. Rồi mình sẽ cho tiếp tục là sữa đặc 120g. Rồi mình khuấy đều sản phẩm lên. Rồi sau đó mình đậy nắp lại, mình sẽ ủ trong vòng 15 phút. Rồi sau khi mình đã ủ trà xong, rồi mình sẽ cho tất cả trà và nguyên liệu trực tiếp vào bình đánh trà sữa ha. Rồi mình đổ vô trực tiếp. Rồi xong. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 300g lá bì. Rồi mình đổ lá bì trực tiếp vào thùng đánh. Rồi mình đánh mạnh tay lên. Rồi sau đó mình đổ vào ca. Sau khi mình đổ vào bình sữa thì mình sẽ ủ từ 6 giờ tới 8 tiếng thì lúc đó mình uống mới ngon nha các bạn. Rồi rồi mình có thể là thử trước rồi sau đó mình sẽ khi mình đã ủ xong mình sẽ uống lại thì coi cảm giác hai cái như thế nào. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo. Thank you.
Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm khăn trâu. Rồi cách làm như sau. Thì mình ở đây mình sẽ dùng khoai môn. Thì đầu tiên mình sẽ cắt 200 khoai môn. Trước tiên bạn sơ chế thì các bạn gọt vỏ hết ha, mình rửa sạch rồi. Rồi, sau đó mình sẽ cho trực tiếp vào nồi, mình sẽ nấu khoai môn ha. Mình sẽ cho 400ml nước. 400ml nước. Rồi sau khi khoai môn đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp, mình sẽ bỏ vào máy xay, mình bỏ cái lẳng nước luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Sau khi mình xay đều xong rồi, mình sẽ đổ ngược vô nồi, mình sẽ nấu ngược lại. Thì trước tiên mình nấu thì mình sẽ chuẩn bị tiếp tục thêm nguyên liệu tiếp theo, đó là bột năng. 200g bột năng. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ khoai môn đã được xay nhuyễn ra ngoài nồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt lửa lên, chúng ta để lửa nhỏ nhỏ, khéo không là sẽ bị cháy. Quậy liên tục, mình phải quậy liên tục. Rồi mình chuẩn bị sẵn khoảng 250g bột năng. Rồi ngoài ra mình có cho một ít bột năng để sẵn bên ngoài, để một lát mình sẽ bỏ vô khoai môn. Rồi các bạn quậy liên tục, không quậy thì nó sẽ bị khét. Các bạn nhớ là mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Các bạn quậy khi nào thấy khoai môn nó chuyển màu, nó gần chín thì mình sẽ cho bột năng vô trong, độ khoảng 2 muỗng ha. Rồi các bạn dòm ha. Rồi trong thời gian đó mình sẽ cho luôn thẳng là bột năng đổ vào thau inox. Rồi tiếp tục mình sẽ cho đầu khoảng 1 muỗng bột cacao. Rồi mình sẽ làm tiếp tục, mình quậy đều lên nha các bạn. Ngoài bột cacao để mình làm nha, chân trâu cacao nha, các bạn có thể làm chân trâu trà xanh thì mình cho đầu khoảng 5g bột trà xanh. Rồi các bạn có thể cho thêm một chút bột cacao vô nữa nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình khuấy bên này ha, các bạn nhớ khuấy nha, không là nó sẽ khét. Rồi các bạn thấy bột gần chín rồi đúng không, mình sẽ cho đậu khoảng rồi một muỗng vô bên trong ha. Rồi các bạn khuấy đều lên. Các bạn thấy sệt gần sệt chưa? Rồi mình cho thêm một muỗng nữa nha các bạn. Rồi các bạn khuấy mạnh tay lên liền ha. Bạn dòm ha.
Khi nào các bạn thấy bột nó chuyển hoặc nó sệt lại thì nó là chín ha. Nếu các bạn muốn cho bột kẹo hơn chút thì bạn phải cho thêm chút xíu bột năng ha. Rồi, tới đây mình sẽ tắt. Rồi các bạn nhìn ha, rồi sau đó mình sẽ đổ vô bên trong. Rồi, sau đó mình trộn liền cho đều nha các bạn. Các bạn nên nắn bột bằng tay để có cảm giác bột nó như thế nào nha các bạn. Nó dẻo tới chưa nha. Rồi sau khi các bạn đã làm bột xong ha, trộn đều xong hết thì nọ, rồi các bạn cho bột nghỉ 5 phút, sau đó mình sẽ dò thành trang trâu hoặc mình cắt hạt lựu. Rồi sau khi mình đã để bột nghỉ xong 5 phút thì mình lấy dao, các bạn chỉ cần dò thành viên trang trâu thôi. Các bạn coi cục bột của mình ha. Rồi sau đó các bạn dò tròn lại. Rồi mình để vô đây thôi. Rồi các bạn thích cắt hạt lựu thì bây giờ mình sẽ cắt hạt lựu nha. Rồi mình dùng cái lăn bột ha. Lăn dài. Rồi sau đó mình sẽ chắc dạng hạt lựu. Rồi mình cho một chút bột năng lên. Rồi mình cắt thành dạng hạt lựu là xong. Rồi mình để lại trên này ha các bạn ha. Rồi sau khi xong tất cả mình sẽ bỏ vô tủ đông. Các bạn nhớ nha, khi nào mình ăn thì mình lấy ra mình nấu. Thì bài học hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách nấu chân trâu. Rồi tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách làm chân trâu. Thì đây là chân trâu mình làm với bột cacao. Thì bây giờ các bạn muốn làm chân trâu trà xanh matcha thì các bạn thay thế bột cacao bằng trà xanh matcha. Thì có thể bạn cho một muỗng và một muỗng rưỡi, tương đương từ 5g khoảng tới 10g. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu chân trâu. Thì cách làm như sau. Ở đây mình có hai loại chân trâu. Đây là chân trâu bài trước mình đã nắn thành phẩm ha. Còn đây là chân trâu đại lo ở ngoài mình mua về.
Thì cách nấu thì cũng như nhau, thì trước tiên mình sẽ cho 2 lít nước sôi. Các bạn nên nhớ mình cho 2 lít nước sôi ha. Rồi mình đổ trực tiếp cho nồi luôn. Rồi ở đây thì mình sẽ lựa một trong hai, một là chân trâu mình mới mua, chân trâu Đài Loan về mình nấu, hai là chân trâu ở nhà mình làm. Thì bây giờ tôi sẽ làm cách chân trâu mình mua về cho các bạn coi ha. Rồi các bạn vừa đổ vô các bạn nhớ khuấy đều, không là chân trâu bị dính nha các bạn. Các bạn để đầu tiên các bạn để lửa vô riêu trước thôi nha các bạn. Khoảng 800 độ được rồi. Ba trăm chân trâu tương đương với 2 lít nước. Còn chân trâu nhà làm này cách làm cũng tương tự nha các bạn. Rồi sau khi các bạn khuấy đều xong, mình lấy nắp mình đậy lại, mình nấu độ khoảng 40 phút. Rồi các bạn dở ra mình khuấy đều một lần nữa nha các trẻ bạn, để tránh tình trạng chân trâu dính đáy nồi nha. Rồi sau đó chúng ta nấu, các bạn nhớ canh giờ đúng 40 phút thì mình sẽ nhắc xuống được rồi. Thì lâu lâu các bạn có thể mở ra các bạn khuấy đều lên. Rồi khi các bạn nấu chân trâu trong khoảng 40 phút đã chín rồi. Khi đã chín rồi chúng ta sẽ ủ thêm 15 phút nữa nha các bạn. Khi đã chín thì ta sẽ ủ 15 phút nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vô ha. Thì bây giờ chân trâu đã chín rồi ha các bạn ha. Rồi khi chân trâu đã chín rồi các bạn nhớ là ủ thêm 15 phút. Rồi sau khi các bạn đã ủ xong 15 phút rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vớt chân trâu mình ngâm với nước đá. Rồi mình sẽ cho nước đá vào thau. Rồi sau đó mình sẽ vớt chân trâu ra nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ chân trâu vào chén. Rồi sau khi mình đã ngâm chân trâu với nước lạnh xong, thì bây giờ đổ chân trâu ra khay, thì bây giờ mình sẽ cho nước đường. Rồi các bạn chế vừa bằng mặt thôi ha các bạn ha. Rồi mình sẽ đảo đều chân trâu lên. Rồi mình cho đầu khoảng từ 10 cho tới 20 ml mật ong là tạo độ bóng cho chân trâu. Rồi thế mình đã xong phần bên đây. Rồi còn đây là nước đường đen. Rồi mình sẽ cho vô chân trâu. Rồi mình cũng trộn đều lên luôn nha các bạn. Rồi mình cũng cho được khoảng 10 ml mật ong vô cho nó thấm, cho nó bóng lên nha. Bóng hạt chân trâu. Vậy là ta đã hướng dẫn các bạn xong cách nấu chân trâu. Hẹn gặp lại các bạn bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch phô mai. Thì cách làm như sau. Thì mình ở đây mình sẽ dùng phô mai con bò cười. Rồi mình sẽ cắt phô mai vào trong khuôn đựng trước. Các bạn có thể cắt lớn và cắt nhỏ tùy ý các bạn ha.
Rồi, sau khi xong thì mình sẽ cho thêm 5g thạch dao câu cá dẻo ha, sẽ 500g dao câu cá dẻo mình sẽ vào đây. Rồi mình sẽ cho 5g. Rồi tiếp tục mình cho 200g đường. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều trước nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ vô nồi. Rồi mình sẽ cho 500ml nước sôi. Rồi các bạn khuấy đều lên một cái ha. Khuấy đều. Sau khi khuấy đều xong mình sẽ bắt bếp mình nấu. Rồi các bạn để lửa riu riu thôi nha các bạn. Rồi lúc nào mình cũng khuấy hết, không là tránh tình trạng bị khét. Rồi sau khi các bạn quậy, các bạn thấy cái bột gần sệt ha, thấy nước bớt dầu câu sắp sệt là chúng ta sẽ ngưng nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ, mình tắt bếp ha, mình sẽ đổ khoảng 250g da ca nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ chế vô. Rồi sau đó các bạn để ngay chính giữa, mình đổ chảy đều luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ gài lại ha. Rồi các bạn đem mạnh lên nha. Rồi cái còn lại mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm một cái màu khác. Mình sẽ làm màu xanh. Mình sẽ cho 30ml siro bạc hà. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vào ca luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ vô còn lại. Rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm màu xanh. Rồi sau đó mình để chính giữa mình đổ luôn nha các bạn. Các bạn đổ độ khoảng gần nửa khuôn. Rồi sau đó mình sẽ đậy lại. Rồi các bạn cứ đè mạnh xuống ha. Rồi tôi đã hoàn thành cách làm thạch phô mai màu trắng và màu xanh. Thì ở đây các bạn muốn cho màu nào thì mình sẽ cho siro theo màu ha. Và khi các bạn đã đổ để cho nó nguội, nó mát xong các bạn bỏ vô tủ mát. Hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thạch bắp. Rồi đây là bắp chúng ta đã tách lấy hộp nha các bạn. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ bỏ vô nước các bạn ha. Rồi các bạn nhớ các bạn sơ chế là các bạn phải rửa sạch ha. Rồi đây mình rửa lại sơ cái.
Rồi mình sẽ cho từ 2 đến 4 muỗng bột năng. Rồi các bạn trộn đều lên. Rồi mình sẽ cho nước sôi vô, mình nấu nước sôi liền. Nếu các bạn mà muốn bột năng mà cái lớp áo nó dày thêm thì các bạn có thể cho thêm bột năng nhiều vô nha. Rồi đợi nước sôi lên là mình sẽ cho thạch bắp vô thôi. Rồi sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ đổ tất cả vô ha. Rồi các bạn nhớ khuấy đều để không là nó sẽ bị dính nồi nha các bạn. Các bạn có thể đổ khoảng trong 1-2 phút thôi ha. Rồi trong thời gian đó mình sẽ cho nước đá vô. Rồi chúng ta khuấy đều một cái nữa rồi mình sẽ vớt lên nha các bạn. Rồi mình sẽ tắt. Rồi mình sẽ ngâm với nước lạnh. Rồi mình vừa ngâm nước lạnh xong đúng không, mình đổ qua hộp bên đây liền nha các bạn ha. Rồi tiếp tục mình sẽ vớt hết. Sau khi các bạn vớt thạch ra rồi mình sẽ cho nước đường vô, mình cho vừa bằng mặt thôi nha các bạn. Rồi sau mình sẽ đảo sơ cái đã. Rồi tôi đã hướng dẫn xong bạn các bài học làm thạch bắp. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm meal farm muối biển gồm có bột màng sữa muối biển 25g, rồi sau đó mình sẽ đổ trực tiếp vô nồi ha các bạn ha. Rồi mình sẽ cho 80ml nước sôi để nguội. Rồi sau mình khuấy đều lên. Rồi mình sẽ dùng cái máy để mình đánh lên ha. Rồi mình sẽ cho 50g nước đá. Rồi mình đổ vô trong bên này. Rồi mình dùng máy mình sẽ đánh lên. Thank you.
Rồi, mình sẽ cho kem béo thực vật là 20 hoặc ít nhỏ. Rồi, sau đó tiếp tục mình sẽ cho là kem làm bánh bay hay là topping ha, 80. Rồi, sau đó mình đổ vô luôn ha. Rồi, tiếp tục mình cho sữa tươi khoảng 25 hoặc 30. Rồi, sau đó mình dùng máy mình đánh lên các bạn ha. Rồi, khi sữa đã được mịn là mình sẽ ngưng nha các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ đổ gia ca ha. Rồi, sau đó mình sẽ bỏ vô tủ lạnh ha. Rồi, phần hướng dẫn của tôi tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa thành phẩm với siro Lugurakao hay gọi là siro Sinh Dương. Thì gồm có ở đây thì tôi sử dụng là Toyoni. Thì cái hãng này, cái giá chai này hiện giờ trên thị trường rất là thông dụng ha. Ngoài ra bạn có thể dùng các loại các hãng khác. Rồi, ngoài ra ta sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa thành phẩm. Cách thứ hai là mình sẽ đổ đá trực tiếp vô luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho đá trực tiếp vô nha các bạn ha. Rồi mình sẽ cho 120ml trà sữa. Rồi mình sẽ cho 20 siro Sinh Dương nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho một ít thạch ha. Rồi mình sẽ cho một cái ống hút. Rồi và đây là thành phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Thank you.
Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn pha chế trà sữa thành phẩm với siro bạc hà ha các bạn ha. Rồi ở đây mình sẽ dùng siro bạc hà Torodi. Rồi đầu tiên mình sẽ cho đá vào ly trước. Rồi 120ml trà sữa thành phẩm. Rồi mình sẽ cho 20ml siro bạc hà. Rồi xem sẽ cho một ít hạt. Trang trí một cái ống hút. Rồi mình sẽ cho một cái muỗng. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa thành phẩm với bột khoai môn. Cách làm như sau. Rồi, mình sẽ cho 3 muỗng bột khoai môn. ml nước sôi. Rồi mình sẽ khuấy đều. Rồi mình sẽ cho tiếp tục 20ml nước đường. Rồi, sau đó mình sẽ cho nước đá vô ly. Rồi, sau đó mình sẽ cho 50ml trà sữa.
Rồi, sau đó mình sẽ cho một ít hạt và một pudding hai môn. Rồi một ít chân châu, mình cho một cái ống hút. Một cái muỗng. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa Thái Xanh Milk Farm. Cách làm như sau. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho 120ml trà sữa Thái Xanh. Rồi, mình sẽ đổ trực tiếp vô ly luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vô. Rồi sau đó mình sẽ cho Milk Farm đổ trực tiếp vô luôn. Rồi sau đó mình sẽ dắt một chút xíu bột matcha lên. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà mộc. Thì đây mình sẽ có là trà ô long, hồng trà và lục trà. Thì trà ô long mình sẽ cho 40g. Còn nếu các bạn mà làm bằng hồng trà để làm trà mộc thì các bạn cho 60g. Còn nếu các bạn dùng lục trà để làm trà mộc thì các bạn cho 40g. Thì còn đối với định lượng nước thì các bạn cho 1500ml nước. Rồi ở đây tôi sẽ làm là trà ô long ha, rồi 40g. Rồi các bạn sẽ đổ trực tiếp vào bình ủ trà luôn. Rồi, mình sẽ cho 1500ml nước sôi. Rồi, sau đó mình sẽ đầy lát trà, mình đổ trà lại cho các bạn.
rồi mình sẽ ủ đậu khoảng trong 15 phút à. Rồi còn nếu các bạn mà nấu hồng trà thì cũng y chang như vậy, nhưng mà hồng trà mình sẽ dùng 60g nhưng nước chỉ 1500ml nước. Còn nếu các bạn dùng lục trà thì các bạn chỉ dùng 40g mà thôi, thì nước chỉ 1500ml nước. Tất cả đều ủ trong vòng 15 phút đồng hồ. Rồi sau khi chúng ta đủ trà trong vòng 15 phút rồi, mình sẽ lấy xác trà ra ngoài. Rồi sau đó mình để nắp lại để mình giữ nhiệt độ nha các bạn. Rồi còn đây tôi cũng đã làm xong luôn là trà đen hay gọi là hồng trà, đây là lục trà. Rồi phần nấu trà mộc tới đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế hồng trà Mi Farm. Thì cách làm như sau, mình sẽ cho 100ml hồng trà. ml nước đường. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vô trực tiếp. Rồi sau đó mình sẽ đổ Mi Farm. Rồi mình sẽ cho một chút bột matcha. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu đường đen. Thì gồm có như sau, đường nâu. Rồi mình sẽ cho 100g đường nâu nha các bạn. Rồi mình cho trực tiếp vào nồi luôn. Rồi mình cho đâu khoảng 2 muỗng cacao. Mình cho 30ml mật ong. Rồi mình cho 50ml nước ha. Rồi sau đó mình sẽ nấu lên. Các bạn có thể nấu trong vòng khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi khi sôi là các bạn nhớ khuấy lên. Rồi sau đó xong thì mình sẽ tắt mình chế ra nha các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ đổ vô ly nha các bạn. Tôi đã hướng dẫn xong cách nấu đường đen. Hẹn gặp lại các bạn vào học tiếp theo.
Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sữa tươi đường đen trà xanh. Thì cách làm như sau. Rồi đầu tiên mình sẽ cho trân châu đường đen vô trước nha các bạn ha. Rồi mình cho đâu khoảng 50g trân châu đường đen hay là 50ml ha. Rồi sau đó mình sẽ cho một lớp đá. Rồi trong thời gian đó mình chờ đợi ha. Rồi mình sẽ đông tiếp tục 60ml sữa tươi. Kem béo. Rồi mình đổ trực tiếp vô shaker. Rồi sau đó mình sẽ cho trà xanh matcha. Mình chế từ từ cho nó ha. Lon xuống từ từ thôi. Rồi mình sẽ cho một chút đá lên thôi. Rồi sau mình cho đá vào shaker. Rồi mình đậy lại. Mình lắc mạnh tay lên. Rồi mình đổ sản phẩm ra nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít trân châu đường đen ở trên đầu. Rồi đâu khoảng 10ml siro đường đen ha. Rồi sau đó mình sẽ trang trí một cái ống hút. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tao sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà tắc cam vàng. Thì cách làm như sau. Rồi đầu tiên mình sẽ cho một gói trà. Mình sẽ cho một gói trà đào vô. Rồi mình sẽ cho 80ml nước sôi. Rồi sau đó các bạn ủ trong vòng 5 phút. Sau khi các bạn đã ủ trà xong, rồi mình mở ra ha. Rồi rồi sau đó mình sẽ cho một cái tắc mình đổ vô ha. Rồi sau đó mình lấy cây nghiền, mình sẽ nghiền. Cái nghiền nghiền ha các bạn ha. Các bạn nghiền nhẹ thôi nha. Rồi xong. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ cho 20ml đào. Ml nước đường.
40ml hồng trà, rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô luôn. Rồi cho chậm một ít đá, rồi sau đó mình sẽ cho một ít đá. Rồi mình sẽ cắt một lá cam, rồi mình cho tiếp tục đá vô. Rồi sau đó mình sẽ đổ hết toàn bộ nguyên liệu ra nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một cái ống hút. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Tấn Trung, thạc sĩ kinh tế, tuyển nhân lực, hiện đang là giảng viên trường Đại học Fortech Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo dịch vụ Âu Việt với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thức uống, đã đào tạo được hàng ngàn học viên, là một chuyên gia tư vấn kết hợp nhiều quán cà phê, nhà hàng, quán bar, vlog. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về khóa học pha chế tổng hợp. Thì khóa học pha chế tổng hợp sẽ giúp bạn pha chế những loại thức uống thông dụng và những kỹ năng cơ bản. Thì pha chế những thức uống thông dụng như cà phê truyền thống, nước ép, sinh tố, trà, nước tông, lassi Ấn Độ, soda Ý và những loại thức uống thông dụng khác. Pha chế tổng hợp là một nghề hot hiện nay. Đây là một nghề dễ kiếm việc làm, dễ tăng thu nhập. Thì với khóa học pha chế tổng hợp thì thu nhập của một người pha chế còn khoảng từ 4 triệu cho tới 5 triệu. Và đặc biệt hơn là dành những cho những bạn chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực pha chế. Học xong khóa học này, học viên sẽ biết là cách là set up một quầy cà phê, một quầy bar, biết cách xây dựng menu, cách là bảo quản nguyên vật liệu, mua nguyên vật liệu ở đâu, sử dụng dụng cụ trong quầy bar, các loại ly trong quầy bar, phân biệt được các loại thức uống không còn và thức uống có còn, nắm vững kiến thức cơ bản của pha chế. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ giới thiệu với các bạn về một món soda Ý có tên là Lusakai, gồm có Passion Bure, Siro Sinh Dương, nước chanh, bảy ấp. Cách làm như sau, mình sẽ cho 30ml Passion Bure. Rồi, mình sẽ cho một lớp đá đầu tiên. Mình sẽ cho tiếp tục là 15ml siro chanh. Chanh tươi. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô ly luôn. Mình sẽ cho thêm một lớp đá. Rồi mình sẽ fill up 7 ấp.
Trang trí, một cái hút, một cái khuấy. Một trái cherry, gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế nước ép 2 tầng. Thì hôm nay mình sẽ pha chế gồm có nước ép thơm và nước ép cà rốt. Thì đầu tiên thơm mình sắc ra, sau đó mình bỏ vô máy ép, mình lấy nước cốt, sau đó mình tới cà rốt, mình bỏ vô máy ép, ép xong lấy nước cốt. Rồi công thức này gồm như sau: nước ép thơm 50 ml, cà rốt 50 ml, nước đường 20 ml. Đầu tiên mình sẽ cho 20 ml nước đường vào trước, sau đó mình cho tiếp tục là cà rốt, sau mình sẽ cho đá vô, rồi tiếp tục mình sẽ cho nước thơm. Các bạn để ống hút xuống nhẹ nhẹ, không nó sẽ bị lon tầng. Rồi mình sẽ cho thêm một cây khuấy. Rồi mình sẽ trang trí một lát thơm. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách cơ bản pha chế một ly lassi. Thì đầu tiên một ly lassi bắt buộc là một loại trái cây, đầu khoảng từ 70 cho tới 100 g. Thứ hai là một hũ rau ua, đầu khoảng tương đương 60 ml. Thứ ba là sữa đặc, đầu khoảng 30 ml. Thứ tư là đường nước. Thứ năm là một loại syrup theo trái cây. Ví dụ bạn chọn trái cây dâu thì bạn có thể là chọn siro dâu. Thứ sáu là mình bỏ tất tần tật vào máy len, len xong xuôi hết mình đổ ra. Sau đó mình sẽ tớp quýt bình viên bên đầu và mình kết thúc một ly lassi. Hôm nay ta sẽ hướng dẫn bạn cách pha chế một ly lassi có tên là green tea lassi, gồm có chuối, mật ong, trà matcha, đường nước, sữa chua, sữa đặc. Cách làm như sau: đầu tiên mình sẽ cho 70 g chuối hoặc 100 g chuối, từ 70 g tới 100 g chuối. Sau đó mình sẽ cho 10 ml mật ong. Rồi mình sẽ cho thêm 20 ml nước đường. Mình cho 30 ml sữa đặc. Rồi các bạn nên nhớ khi mà đổ cái nào mà có sữa đặc và nước đường thì mình đổ nước đường trước xong đổ sữa đặc vô. Để mình đổ vô một là cái một không có dính sữa đặc lại. Các bạn thấy đó, sữa đặc không có dính lại ha. Các bạn nên nhớ. Sau đó xong mình cho một hũ dầu ua. Rồi tiếp theo mình cho 1/2 muỗng trà matcha. Rồi sau đó mình sẽ cho một cú đất cúc đá vào máy len. Rồi mình lấy nắp mình gài lại. Rồi sau đó mình sẽ gấp máy len lên. Rất mẻ.
Mình lên điều sản phẩm xong, sau đó mình sẽ đổ trực tiếp ra ly. Rồi sau đó mình sẽ dùng whipping cream on the top. Các bạn lắc đều whipping cream. Rồi mình sẽ trang trí một lát rau húng lủi, mình sẽ cho một cây khoáy, kèm theo một cái ống hút. Hẹn gặp lại các bạn vào học buổi học tiếp theo. Xây dựng menu. Thì đối với xây dựng menu là rất cực kỳ quan trọng. Thì khi một khách hàng họ bước vào một quán cà phê hoặc một nhà hàng quán bar, thì họ nhìn vào một menu, màu sắc rất là ảnh hưởng đến nếu khi họ nhìn vào menu để họ chọn món. Thì khi thiết kế menu nếu mà không đẹp thì khách hàng sẽ khó chọn món. Thì trước tiên mình phải có một cái ý tưởng. Thì đối với ý tưởng thì về liên quan tới màu sắc, thì màu sắc phải thích hợp với không gian quán. Tuyệt đối trên một cái menu không nên nhiều màu quá mà cũng không nên ít màu. Thì mình phải cân đối theo cái không gian quán và cái trang trí decor của quán. Về chất liệu của menu thì thường menu nó có rất là nhiều chất loại chất liệu như là bằng giấy, gỗ, nhựa, menu bằng simili, menu giả da. Thì khi các bạn đi những quán cà phê thì các bạn để ý, thì đôi khi các bạn vô những quán nó sẽ làm bằng một phần giấy, bằng gỗ, bằng nhựa, bằng menu, bằng simili, bằng menu giả da. Thì tùy theo cái quán cà phê thiết kế như thế nào, mình sẽ lựa chọn cái chất liệu menu để thích hợp với cái quán cà phê và khung cảnh của quán. Không nhất thiết là phải làm theo menu của một quán khác. Để tạo menu riêng cho quán của mình, không giống quán ai. Về kích cỡ đối với menu thì nó có nhiều loại. Về kích cỡ thì thường nếu các bạn dùng menu mà dạng gấp thì các bạn phải dùng 1/2 giấy A4. Hoặc nếu các bạn muốn thiết kế tất tần tạc các loại thức uống nằm trên một trang giấy thì các bạn nên dùng menu thiết kế dạng A3, thì các bạn có thể hiện nhiều loại thức uống trên giấy A3. Về thành phần trong một menu thì thường thành phần trong một menu bắt buộc là phải có cà phê truyền thống, cà phê máy, trà lít tông, nước ngọt, nước ép trái cây, tổng hợp, sinh tố, lassi, yogurt, soda ý, cocktail, rượu, kem, bia, thuốc lá. Thì những thành phần này trong menu thì cỡ phông chữ thường khoảng là 30. Các bạn nên nhớ rằng đây là thành phần bắt buộc trong menu phải có. Thì trong từng thành phần thức uống chính nên có từ 3 đến 5 loại thức uống. Ví dụ như là cà phê truyền thống thì các bạn có thể là cà phê đá nè, cà phê sữa đá, cà phê nóng, cà phê ba lay. Như như là trà Lipton thì có thể trà Lipton chanh, trà Lipton chanh chay, trà Lipton sữa. Ví dụ như là nước ngọt như là Pepsi, Coca, 7up, vân vân. Thì mỗi loại thức uống đều phải có hình minh họa. Nếu không có hình minh họa thì khách hàng sẽ khó mà chọn được sản phẩm như ý của mình. Ngoài có hình ảnh minh họa thì trong từng cái hình ảnh các bạn nên ghi rõ là thành phần thức uống trong đó luôn, để cho khách hàng biết cái loại thức uống trong đó nó có những thành phần gì. Khi khách hàng kêu ra thì phải giống như ý mình đã biết rõ thành phần trong đó. Phông chữ cỡ 16. Về giá thức uống, muốn xây dựng được giá thức uống trước tiên phải xem giá thực tế của nguyên liệu nhập vào. Ví dụ như chẳng hạn bữa nay bạn nhập 1 ký cam, 1 ký xoài hay là 1 ký cà rốt, giá bao nhiêu các bạn phải biết. Rồi từ đó mình sẽ thống nhất cho ra được một loại giá. Cách thứ hai, tiếp tục định lượng của ly chứa thức uống. Thì trong mỗi loại ly chứa thức uống hoặc thành phần thức uống và từng loại thức uống nó sẽ có một cái định lượng riêng.
Ví dụ như là nước ép cam thì độ khoảng là 120ml, trong khi là nước ép dưa hấu có thể là 90ml, hoặc sinh tố sabuche chỉ có 60ml. Thì từ đó mình sẽ cho một cái định lượng riêng. Giá thuê mặt bằng thì phải coi giá thuê mặt bằng ở đó là bao nhiêu tiền, tiền lương nhân viên hàng tháng bao nhiêu, giá của những đối thủ xung quanh trong bán kính khoảng 1km, đây là quan trọng đối với giá của đối thủ. Tuyệt đối các bạn nên phải đi tham quan những quán cà phê xung quanh trong vòng 1km, không nên đi xa quá. Nếu các bạn mà đi xa quá thì cái giá sẽ không chính xác. Sau khi mình tham khảo các đối thủ xong thì kết hợp những gì ở trên, mình sẽ cho ra một cái loại giá thích hợp, kèm theo các bạn muốn lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ làm được cái giá menu. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.